cuộc đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu đời biết bao. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn trân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Lily buồn quá. Tự nhiên Lily thấy nhớ nhà quá. Vậy hả? Chắc là Lily phải trở về Mỹ thôi. Lily, Lily uống ly nước này đi. Hường làm riêng cho Lily á. Hường quá. Không biết bao giờ mới được pha nước cho Lily uống nữa. Hai người nha. Thì Lily, ly nước của con. Ly nước của em nè. Vì Lily cũng uống đi. Vậy trong tuần này đi. Tuần này á là em vừa coi dự báo thời tiết rồi, không mưa trời đẹp nên máy bay cất cánh rất là tốt nha chị. Đó, dạ. Lily à, bao giờ Lily đi? Có gì Hường sẽ phụ Lily xếp tất cả các đồ đạc của Lily nha. Để đáp lại thịnh tình của mọi người, Lily sẽ ở lại ngôi nhà chung này thêm một thời gian nữa. Trong cái ánh sáng lập lè này, nhìn đôi bàn tay của mình nó lung linh không chịu được. Oh my god, tại sao lại kích điện như vậy chứ? Linda Hường ơi, sao tự nhiên mà nhà mình lại kích điện như vậy? Có ai ở nhà không? Sao không có ai ở nhà hết vậy nè? Chị Dân nè. Xuất hiện thình lình giống như là Dư Âm Phủ mới chui lên vậy. Chị đừng có nói bậy bà. Chị à, sao chơi kỳ cục vậy hả? Tự nhiên tắt đèn làm chi cho em hết hồn à? Gì mà cùng tắt đèn chi, tại nhà điện nó cúp điện, sửa đường dây gì đó tới một tháng mới có. Oh my god, một tháng? Sẵn đây thông báo cho em biết luôn là anh với chị đi công tác một tháng. Thôi chị lên soạn đồ. Dạ. Oh no, no. Chị xin cái nến. Chị soạn đồ. Dạ. Soạn đồ, soạn đồ. Oh my god, cái nhà này bình thường thì thấy nó bình thường, mà sao hôm nay cúp điện xong có nó tối đen u ám, mờ mịt ma quái. Lily sợ quá. Chị Phương à, tại sao chị lại đi thay đồ? Tại sao chị lại có tới hai cái đồ lận? Oh my god. Nè nè. Nè Hương hả? Nè nè. Xem chút xíu nữa là tim tôi lọt ra ngoài rồi đó. Nè. Hường à, mình nói chuyện bình thường được không? Sao hôm nay Hường nói chuyện nghe vui vậy? Ngồi xuống nha. Mình ngồi rồi. Ngồi xuống nha. Mình ngồi rồi. Không phải nói li li. Vậy chứ nói chuyện với ai? Nói nè nè. Sao bạn mình ngồi đây không nói mà lại nói chuyện với con cúp bế? Bởi vì ngôi nhà này lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm, mình chỉ có Na Na làm bạn thôi. Lạnh thiệt, lạnh giống như là đang ngồi trong tủ lạnh vậy đó. Lạnh giống như là gió từ Bắc Cực đang tràn về vậy đó. Ly ly, Hường phải đi một tháng. Hường cũng đi một tháng? Đúng.
Sao ai cũng bỏ đi hết vậy? Lily, chăm sóc Nana giùm Huyền. No! Oh no! Hương! Hương! No! Hương! Nana, có thể nào Nana đừng nhìn Lily như vậy được không? Mình đâu có thích nhau lắm đâu, ok? Làm ơn quay mặt đi chỗ khác giùm đi. Oh no! Đừng có quay mặt đi chỗ khác, cứ nhìn như vậy đi. Chứ nếu mà Nana mà quay mặt đi chỗ khác một cái là Lily chết liền tại chỗ luôn đó. Thì yên đó, mình sẽ đến với bạn, ok? Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lạnh chiếc lá. Em là Huy Hoàng nè. Chị Lily, chị sợ thiệt hả? Anh giỡn cái trò gì mà em mới mượn được bộ tóc giả nè. Em giỡn cái trò gì mà không có vui gì hết vậy? Lễ hội hóa trang ở trường nên em tập trước á. Chị sao vậy? Không, không có gì. À em mới mượn mà. Vừa có tới Halloween, sao lại có lễ hội hóa trang gì ở đây chứ? Chị Lily nè, sắp tới á, em đi thực tập một tháng rồi ở dưới Vũng Tàu lận. Có nhiều chương trình học lắm, trong đó có chương trình á của lễ hội hóa trang nên em chuẩn bị trước. Em cũng đi một tháng. Dạ. Sao ai cũng rời bỏ cái nhà này hết vậy? Chết, em chưa sẵn đồ nữa. Em chuẩn bị đi sẵn đồ nha. Chị ở nhà nha, em đi sẵn đồ. Hoàng à, dạ. Chị nghĩ là chúng ta không cần phải đi thực tập nữa. Chị sẽ dẫn em đi chơi. Một tháng cũng được. Chị sẽ bao em ăn, bao em ngủ, bao em đi chơi. Nói chung là bao hết đi. Không được đó chị Lily. Việc học là trên hết. Em phải đi một tháng. Đi dụ tao một tháng. Anh đi nha. Nói chuyện với ai vậy? Nana. No no. Nana lùn lắm đó chị. Chị để ý coi, nhìn kỹ vô mặt Nana đi. Nhiều lúc Nana còn cười nữa đó. Em đi nha. Lily sẽ đi, Lily sẽ đi. Lily không bao giờ ở cái nhà này một phút một giây nào nữa. Oh no, Lily sẽ đi. Oh! Lily, ở đây đi, chị đi thôi. Lily sẽ ngay lập tức không cần thu xếp hành lý rời khỏi căn nhà này ngay lập tức. Căn nhà này có ma rồi. Chị Lily, chị ở lại đi chứ. Chị Lily, chị Lily, chị Lily. Oan gia, trời là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả.